lúc đó con giỡn sao con nó kể cho chú ơi. Thì lúc đó con giỡn thì không ở nhà đâu. Có người lớn ở nhà không? Dạ. Có người lớn ở nhà không? Dạ không. Không ha. Rồi giỡn rồi cái làm sao lỡ dính. À. Dạ. Lúc đó con đâu có biết đâu. À. Thì tới giờ con mới biết là bữa đó giỡn là dính. À. Dạ. Con giỡn mấy lần? Ba lần. À, ba lần nha. Rồi giỡn mấy ngày? Dạ. Hay là giỡn có ngày đó? Lâu lâu giỡn lần. Lâu lâu còn giỡn lần ha. Dạ. Rồi lúc mà con giỡn là con có biết cái gì không hay là con không biết? Cái đó là chúng hỏi thiệt con nha, con phải trả lời thiệt đó. Lúc đó là con biết là giỡn như vậy là nó có gai em bé không? Không, giỡn giỡn lần đầu tiên rồi biết rồi, cho nên là giỡn là sao là chủ động rồi. Sao con không có biện pháp phòng ngừa gì hết? Lúc đó con không biết tới mấy cái đó đâu. À, vậy là con canh là người lớn đi rồi con ở đó con giỡn ha. Dạ. Giỡn là giỡn ba lần ha, là lựa ban đêm hay ban ngày? Chứ ban đêm mà không có giỡn sao? À, dạ không. Không ha. Ai người lớn về rồi thì sao mà giỡn được nữa? Giỡn ban ngày con. Giỡn ban ngày. Thì theo chú hỏi thầy con ha, thì dạ. Khi mà con hay được cái thông tin đó là Thắm có bầu á, thì trong lòng con suy nghĩ gì sao? Trong lòng suy nghĩ con sai. Con sai. Dạ. Nhưng mà từ lúc nào mà con hay được cái nắm bắt được cái thông tin là Thắm nó có bầu? Con cũng hay khoảng tuần hai tuần rồi. Wow. Dạ. Vậy là lúc đó con cũng theo dõi ha. Con dạ. cũng rồi lâu lâu con có ra thăm Thắm không? Dạ không. Con đâu có ra đâu. À, không nhớ sao? Dạ. Không nhớ luôn. Con tự bị bắt nữa. À, nhưng mà trong cái thời gian mà con giỡn với Thắm hoài rồi con có giống như hình bóng có nhớ Thắm không? Thương Thắm không? Con có đi ra ngoài thăm không? Không. Hả? Con sợ lên đó bị bắt. Con sợ nó bị bắt nha. Dạ. Vậy là mấy từ lúc đó là con biết con sai rồi cho nên là con không dám lên chảnh luôn. Dạ. À, con sợ ha. Chảnh đuổi thì đi luôn. Nhưng mà ví dụ như lúc mà con giỡn á thì khoảng mấy tháng sau đó là con thấy cái bụng con Thắm nó có vấn đề gì không hay là con tự con hay là con không biết luôn? Con không biết luôn. Vậy là con xem clip mấy ngày nay là con mới biết là phát hiện ra là Thắm có bầu ha. Dạ. Rồi con phát hiện rồi từ lúc mà con coi mấy cái đoạn clip đó thì tối con ngủ được không? Dạ ngủ bình thường chứ. Ngủ bình thường á. Dạ. Rồi con thấy con sợ không trong lòng không? Thấy chứ. Sợ ha. Dạ. Sợ thì sao được, con nói cái ý của con ra cho cộng đồng nghe hiểu cái tâm trí của con lúc này ra. Con sợ là cái thứ nhất là sợ bị kiện, với lại cái thứ hai sợ tù. Sợ tù ha. Dạ. Thì chú đã chia sẻ rồi, con có sao rồi con nói vậy đi. Thì trước sớm muộn gì thì nó cũng sáng tỏ rồi. Nó nhưng mà mình trước khi cái chuyện nó xảy ra lớn hơn nữa thì mình có sao mình nói vậy. Thì thôi bây giờ nè, chú nói với con nè, mình là cũng lớn rồi, thì bây giờ 13 tuổi thì coi như là cái này là cũng không có ai đúng ai sai, thì giống như Thắm nó cũng chịu thì con mới khều được, chứ không chịu rồi lấy đâu mà con khều. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thì coi như là cái này là con thì cũng như là hai người cũng có tình ý với nhau thì mới ở chung với nhau mới được. Thì chuyện nó đã lỡ rồi thì con bây giờ con nói cái gì mà để lên đi cho cộng đồng hiểu và thông cảm và giống như chia sẻ giúp đỡ cho con. Cái con này nói là sẵn con nói với ba Dũng luôn đi. Sẵn con nói với ba Dũng luôn để cho ba Dũng nghe hiểu được cái clip này. Mai mốt ba không có la con tại vì cũng lỡ rồi chứ bây giờ gạo đổ ly đâu có hốt lại hết được con. Ừ, con nói đi con. Ba Dũng ơi gì đó. Con lỡ sai rồi có gì cho con xin lỗi. Con không biết lúc đó con là người vô hình, con đâu biết gì đâu. Coi như là con cũng không có suy nghĩ tới cái hậu quả ha. Dạ. Thì giờ con sai rồi thì thôi bây giờ con khắc phục rồi, con khắc phục sao con nói cho chú nghe đi. Thì con nhận hết. Con nhận hết thì dạ. Không đâu có được, con nó nhận hết nhưng mà con phải khắc phục. Ừ, cái đứa con mà trong bụng của con đó là con của con, thì bây giờ con có cái hướng nào để con sắp xếp, con dàn xếp, con giải quyết không? Đó, cái đó là nhiều cô chú anh chị muốn nghe đó.
để giải quyết cho nó im 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 đềm á. Trời, người lớn giải quyết chứ giờ giải quyết sao giờ, 3 tuổi đầu bây giờ nó còn đi nhõng nhõng ngoài đường nữa. Cho người lớn đưa hướng giải quyết đi chứ. Thì thôi bây giờ con sắp tới á thì chú sẽ dẫn ra con con biết, ra con muốn biết sai, con được biết cái sai của con được chưa? Dạ biết rồi. Thì chú cũng hy vọng á, biết đó đó. Thì ba con đó là quýnh người chạy đi thôi chứ không có ai mà làm người chạy lại hết trơn á. Thì con ra là con cũng đồng cảm, con xin lỗi. Thì con cũng nói những cái lời mà nó chân thành nhất ha. Rồi thì cũng mong cô chú cộng đồng coi được clip thì cũng chung giúp đỡ cho cháu để cho mẹ con sinh đẻ ra thì cũng là mẹ Con tròn con vuông. muốn giải quyết cho cháu chứ bây Đúng giờ rồi. cháu nó cũng 13 tuổi mà bây giờ không có học thức nữa, Không có học thức, không đi học, không biết à, chữ nữa. mà không có làm cái gì nữa. Ra tiền nữa. Ngày sau lo được cho con. Hả? Đó. Bà nãy bà lấy coi bà cô là bà ngoại con đó, ngoại vợ con đó. Bà có buồn, bà đau buồn lắm, bà khóc. Bà nói là không biết là con của ai nữa, rồi bây giờ không biết làm sao nữa, rồi bà cũng suy nghĩ quẩn quơ nữa. Cho nó nổi rồi mà lo thêm con nó nữa đi rồi lo thêm sao con sợ. rồi nhà cửa thì cũng không có nữa, rồi ở dưới dạ cầu đó con thấy khổ không đó. Rồi ví dụ như con với Thắm về á, mà ở con có tính đi qua mở chi nhánh bên kia không? Dạ cầu bên kia, Không ở dạ cầu bên này ba con ba đứng, con với anh còn dạ cầu bên kia con con có tính mở chi à. nhánh bên đó không? Không không à. Chứ còn ở đâu? Mới có 13 tuổi đầu gì rồi giờ có con vậy rồi đi mặc cái gì luôn đó đấy gì hết hàng hết sao hết hàng sự đời. Vậy là con không có muốn mở chi nhánh đó, bà ngang cửa bà con ha, sang gầm cầu á, gặp Dũng gặp cầu sang gầm cầu đúng rồi. Thôi nói chơi chứ chú cũng khuyên con là chân thành là thôi bây giờ mình còn trẻ thì mình cũng đi kiếm cái công việc, ví dụ như làm cái gì nói chung ra cho có đồng tiền, ví dụ như phụ bán quán hoặc là làm những công việc nhẹ nhẹ đó thì nó để có tiền. Đúng rồi, để có tiền lo cho con của con ha. Giờ lo ăn nó trước nè. Thì đó, thì cái đó là cái lời khuyên mà chân thành mà cô chú dành cho con. Nói chung ra là mình đừng có đi chơi nữa, mình lo mình tập trung, ví dụ như mình làm giống như mình tiếp giúp như bà nội con đi. Để làm buôn bán bà ngoại ha, có tiền rồi thì con nói những cái lời mà cuối cùng đi con, con nói lời cuối cùng đó, chia sẻ đi nói con, với bà Dũng con á. ba Dũng con đi, cái đó là ba Dũng con là đang mong muốn con nói đó, À, chứ chú thì chú nói hoài ba Dũng con chứ không nghe đâu. chứ ba Dũng con là cái người hàm quan nhất đó, Bảo là giờ ở cái ở xứ đó là người ta nói giờ là ổng không đó, ổng không đó. Nói bây giờ con nói đi rồi không cho người ta cộng đồng rồi người ta mới đỡ nói ổng. Ba con đi là ổng muốn thiếu điều muốn độn thổ luôn đó. Ổng đi ổng nói sợ đội quần hơn như đội giải vậy đó. Giờ con không biết nói gì nữa. Không biết nói gì hả? Thì giờ chú dạy con này ha, nói ba ơi ba, mà ba có coi được cái clip này á, thì ba thông cảm cho con, tại con còn nhỏ con không có biết, con lỡ con khều chút đỉnh, và giờ nó vậy, đó. Ai giờ khều nhẹ cái sình cái bụng mẹ rồi. Làm hại vợ tao đi tao muốn đau khổ. Khều mạnh không hay khều lai gai? Này lai gai ha. Nè khều gì đó, chọc chọc vậy đó hả? Chọc cái sườn thôi á. Quá dữ rồi, quá dữ rồi, tuổi tuổi trẻ mà tài cao ghê quá, đúng rồi, khiều cái dính luôn, quá hay, quá hay. Thôi vì cháu nó đã nói vậy rồi, thôi vì đến đây thì mình cũng kết thúc đi, chứ bây giờ cũng tội nghiệp cháu, thì chứ giờ để nó đi để gia đình và dàn xếp câu chuyện đi, coi như thế nào. Ít hôm nữa chú rảnh chú sẽ dẫn con lên trển, rồi nói chuyện đâu đó cho nó rõ ràng, đó. Chứ mà nếu con im gu rồi để cái ngày sanh ra đó nó sẽ có nó chuyện lớn nữa. Nó nói không biết cha nó là ai rồi tụi nó thử máu tự đồ là tùm lum ta ra. Rồi mai mốt mà nó có chuyện gì đó là con đi tù đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, nó rất là phức tạp nó luôn. Nhưng mà bữa nay con nói ra như vậy là nó cũng đỡ rồi. Trong lòng con nó trong nhẹ lòng, hơn rồi. Trong lòng con bữa nay thấy nhẹ không? Dạ nhẹ. Nhẹ ha, đúng rồi. Dạ. Chứ hổng gầy là dắt tối là chú biết là con, mặc dù là con nói là con cũng bình thường nhưng mà trong lòng con đau lắm.
Bữa nãy là chú thấy con khóc đó, con buồn á, phải không? Con sợ ha. Dạ. Rồi ví dụ như chú hỏi nè, cha với mẹ con á, là ví dụ như lỡ mà biết được rồi có la con không? Cha mẹ ruột con á. Trời, ba mẹ nó biết gì đâu la. Ừ. Biết luôn ha. Thì bây giờ thằng này làm gì làm mẹ ba nó không không có nói tới tới ha. Mình đem xỉa tới ha. Không có phải cũng như cũng đâu có biết gì đâu mà gầy la gì đâu. Ừ. Ừ. Hiện bây giờ là con đang con có đi làm gì có tiền không hay là con ở thông không? Không. Ở thông ha. Dạ. Rồi hàng ngày là con sống như thế nào, là con kể cái công việc hàng ngày con làm sao sao đó, con kể cho chú nghe để chú biết chú hướng giải quyết tiếp cho giúp cho con chứ không vậy. Công việc hàng ngày không có làm gì đâu, ở nhà không à. Nhà đi nhõng nhõng chứ vợ làm gì? Dạ. Ở nhà đi vậy nè. Thánh thần rồi, rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa rồi giờ đào đâu ra tiền mà nuôi nó. Vậy là bây giờ nếu mà gì thì nữa có vợ con thì xin đem về kêu bà ngoại nuôi luôn ha, chịu không? Bà chết luôn. Bà ngoại nuôi nữa cho bà chết luôn. Bây giờ bà đi cũng hết nổi. Ví dụ như bữa nay con vui không hay là con buồn, con nói chú nghe cảm xúc của con là biết, giống như biết được vợ con có bầu vậy đó. Dạ cũng vui. Cũng vui ha. Dạ. Thì thôi bây giờ cái thời lượng chương trình thì cũng không cho phép nhiều, thì để chú sẽ sắp xếp chú làm một clip ra cho con với ba con gặp mặt, thì con cũng nói một cái lời chân thành. Thì bây giờ là cho nó rồi để sắp xếp cho nó êm xuôi để con cũng đi làm kiếm tiền lo cho con của con, chứ bây giờ bắt con như vậy đó rồi con nó đói nó khổ lên tội nghiệp con ha. Rồi thì thôi lại cuối cùng con cứ nói lên cộng đồng đi, những cái lời nào mà con thành tâm á con nói lên cộng đồng đi. Dạ con cũng chưa có lời nào. Dạ. Thì thôi bây giờ con cũng còn nhỏ thì để chú cũng nói thay mặt cộng đồng. Thì thôi con là tên là họ tên con là tên gì con? Con tên Sang. Tên Sang họ tên gì? Con Nguyễn Văn Sang. Nguyễn Văn Sang. Dạ. Thì Nguyễn Văn Sang năm nay con nhiêu tuổi? 13. Thì đây là Nguyễn Văn Sang 13 tuổi, cô chú anh chị các bạn ơi. Thì em nó cũng lỡ dạy. Thì thôi bây giờ mà cô bác anh chị có coi được cái clip này thì xin cũng phát cái lòng hảo tâm tha thứ cho em nó, đừng có nhắn tin những cái lời mà không hay để tội cho em đó. Thì cô bác anh chị nào mà muốn coi clip này rồi thì cũng có lòng hảo tâm giúp đỡ để cho mẹ nó, con nó sanh đẻ vợ tròn con vuông, thì cũng hãy nhắn lên một lời bình luận và cầu chúc cho được may mắn. Rồi thôi chú xin phép chú chào con nha. Dạ. Chào cô bác anh chị đi con. Dạ, chào cô bác anh chị. Dạ.